Thì lần trước chị thấy em cũng có hỏi cái câu hỏi mà cần tư vấn là có cái bên chủ nhà họ đang có dấu hiệu là họ không có trả tiền nhà ấy, thì cái vụ đó em xử lý như thế nào rồi? Là cái vụ đó bây giờ em đã xử lý ổn thỏa rồi chị. Là cái lúc mà em nhận nhà là cái căn đó nó còn trống tới ba mấy gần 40 phòng, nhưng mà bắt đầu em sale được tới phòng thứ 10, 11, 12, mấy phòng đầu, phòng thứ 11, 12 người ta vẫn trả tiền nhà đều đều đó. Cái bắt đầu tới phòng thứ 13 là người ta chậm tiền nhà, rồi phòng thứ 14 là người ta trả chậm trả hoa hồng cho mình. Em bị cái vấn đề đó. À, nhà đấy là tổng có bao nhiêu phòng nhỉ? Tổng cái nhà đó là cỡ gần 40 phòng hơn đó chị. Ừ, nhà mới hoàn toàn hả? Hay là nhà họ đã kinh doanh hoạt động rồi? Nhà kiểu như là người ta thuê lại để người ta làm thuê cho thuê ấy chị. Là họ cũng mới nhập cái nhà đấy đúng không? Dạ dạ đúng rồi chị, dạ đúng rồi chị. Em xử lý cái vụ đó như thế nào? Thì cái cách mà em xử lý thì em có thể chia sẻ cho các cái bạn mới để các bạn ấy học hỏi kinh nghiệm của em. Những cái phòng đầu á, thì người ta vẫn trả hoa hồng đều. Bắt đầu cái người ta thấy mình là cái như sale được á, người ta thấy không thấy cái công sức của mình ở trong đó nhiều á, người ta cứ nghĩ là khách cứ dễ kiếm á. Bắt đầu cái những cái phòng tra sau người ta nói là để từ từ người ta trả. Cái cách mà em giải quyết cái trường hợp đó là em nói thẳng với chủ nhà luôn, là em nói là bây giờ chừng nào anh thanh toán cho em hết những cái phòng cũ đi rồi em mới cho khách qua được nữa đó. Thì lúc đó người ta mới lựa chọn giữa giờ bây giờ là một là trả hoa hồng cho người ta, tại vì bây giờ người ta thì cũng còn trống tới mười mấy 20 phòng lận đó, mà cái lượng khách của em thì rất là nhiều, có nhiều khi một ngày em chốt là bốn phòng là chuyện bình thường đó, nên người ta nghĩ lại, người ta nói cái người ta chuyển khoản cho em liền luôn. Em chỉ cần nhận khách cỡ nửa ngày thôi là người ta gọi cho em. Ok, là em cũng đang là xử lý một cách rất là mềm mỏng rồi đó, và cũng hợp Dạ lý dạ thì chủ nhà họ đã thông suốt rồi. Ok, dạ thì trước thì cũng chia sẻ và nhiều bạn cũng chia sẻ cái cách mà mình làm việc ngay từ đầu với chủ nhà cho chặt chẽ đó, thì mình cũng cố gắng là mình nhắn tin xác nhận lại với chủ nhà cái thống nhất về hoa hồng này. Thứ hai, mình có thể mình gọi điện và mình có cái ghi âm cuộc gọi vào, để nói chung là cái đấy để mình backup thôi, chứ cũng thực ra cũng ít khi dùng đến. Nhiều khi mình dùng lời nói thôi là họ cũng cũng thực hiện rồi. Em chia sẻ thêm về khoảng một tháng nay, từ trước và sau Tết ý, thì bên em nhóm của em sale phòng như thế nào, cái kết quả đạt được như thế nào? Là cái phòng chỉ riêng quận một thôi, là bắt đầu là em sale phòng là từ mùng 7 Tết tới bây giờ hiện tại là cũng được cỡ mười mấy phòng đó chị. Tại vì cái mùa này đang khách ở dưới quê lên rất là nhiều á, nên nhiều khi một ngày là được 2-3 phòng là chuyện bình thường đó chị. Đó, là chưa tính những cái quận khác, chỉ trong quận 1 thôi. Là trong cùng một khoảng thời gian đấy là nhóm em có bao nhiêu người đầu tư chính? Hiện tại nhóm em là bây giờ là có khoảng 29 người. Khoảng 30 người đi. Trong cùng một khoảng thời gian đấy thì các em tập trung sale bao nhiêu căn, khoảng bao nhiêu phòng? Và cái nguồn Hơn 2 hàng là bên em thì nói chung là chỉ lấy một cái căn lớn, bình thường là em nhận là nhận một cái căn lớn là cỡ mười mấy 20 phòng, bên em tập trung sale một mình cái căn đó thôi. Em là học khóa tháng mấy đó? Dạ em học có tháng 9 đó chị. Tháng 9 thì cái thời gian đầu mới vào thì cái cách mà em sale phòng thì như thế nào? Tức là có ngay từ đầu em đã chọn một căn sau đấy em sale không? Hay là từ cái thời gian nào em mới đổi chiến lược như vậy? Là cái thời gian đầu á, là em nhận là kiểu như là mỗi mỗi quận một phòng hay là mỗi quận là 2-3 phòng vậy đó. Các em thấy mà làm như vậy thì thứ nhất là mình không hiểu rõ sản phẩm, ví dụ như mà mình nhận một cái căn lớn đó để mình sale đó, thì mình hiểu rõ cái sản phẩm đó như là cái người chủ nhà luôn đó, thì lúc đó thì mình dễ tư vấn cho khách hơn. Còn khi mà mình nhận chỗ này ít chỗ kia ít đó là cuối cùng là không sale được, mình đâu có hiểu rõ sản phẩm đâu. Như team em là có 3 người, em là tập trung khu vực quận 1, quận 4 rồi quận 5, còn một anh nữa là tập trung khu vực quận 3, quận 10, một anh đã tập trung ở khu vực Tân Bình, Bình Thạnh đó. Tụi em chia ra như vậy đó, mỗi người là quản lý một cái khu vực. Thì chị nghĩ là cái cách đấy nó cũng là một trong những cái cách hiệu quả nhất đó. Em có chia sẻ gì thêm, kinh nghiệm gì thêm, hay là cập nhật cái thị trường hiện tại sau Tết như thế nào không? Cái thị trường sau Tết của mình hiện tại là bây giờ là rất là nhiều khách có nhu cầu cần đi tìm phòng đó, có thể họ chuyển vô liền luôn. Là bây giờ là khách là đang ở dưới quê đổ lên rất là nhiều, là từ bây giờ là tới tháng 4 lần đó, nên mọi người cứ cố gắng làm hết sức mình. Như em với cái team của em á, là mọi người là làm việc là thức khuya luôn, từ sáng sớm tới khuya luôn, là đi comment dạo rồi làm tất cả mọi thứ để tìm khách đó. Là cái team của em Yeah. là tới từ tất cả các bạn khóa bán phòng từ trước đến giờ.
Dạ dạ đúng rồi ạ. Em là có một số anh chị ở bên Nhật, ở bên Nga, ở bên Philippines cũng có luôn. Mọi người đều làm việc online với nhau Mấy á. anh chị em này là đều là học viên của khóa văn phòng một biểu bất sản luôn Dạ dạ đúng rồi. Dạ. à, là mấy bạn này là làm bên phần marketing ha. Dạ. Ờ, tốt quá. Đợt trước hình như em cũng có một lần bị chủ nhà không trả tiền đúng không, là người chủ nhà này luôn hả hay là chủ nhà khác? À, là chủ nhà này á, tại vì đó giờ em mới có gặp cái trường hợp này thôi. Em làm việc rất là chặt chẽ với những cái chủ nhà trước. À, nhưng mà cuối cùng là chủ nhà này cũng đã đồng ý trả tiền hoa hồng cho em rồi. Dạ dạ đúng rồi. À, dạ sau một thời gian chắc là tự bán không được, không thấy sự khó khăn hay sao dạ dạ đúng rồi, tại á. vì cái căn này là người ta thuê lại là một tháng là tới 300 triệu luôn đó, mà bây À. giờ còn tới mười mấy 20 phòng trống, em chỉ cần ngừng nhận khách cỡ chừng nửa ngày là bắt đầu là người ta sốt rồi. Chủ nhà này do không biết khoa học bán phòng của bệnh viện bất sản á, vô ra là xong rồi. Đừng em đừng giới thiệu khoa học bán phòng này cho chủ nhà nha. Đó, như Rồi. bây giờ căn đó là em sale là chỉ còn lại có tầm 10 phòng thôi. À, bao nhiêu bạn làm nguồn là dẫn khách là ba bạn không? Ba bạn bên team em là ba bạn dẫn khách, rồi còn bao nhiêu là À, mấy marketing bạn ở xa, mấy bạn ở nước ngoài là máy tính hết. hết. Dạ, đúng rồi. Nó tuyệt vời. Mà mấy bạn làm việc cũng rất là tốt, mấy bạn làm việc kiểu như là rất là chăm chỉ luôn. Các bạn học viên các khóa nếu như mà muốn cộng tác với bạn Điệp, các bạn có thể vào group này, thì group của Điệp là hơn ba mươi mấy bạn, và trong học viện cũng sẽ nhiều group lắm nha các bạn. Group của bạn Điệp là một trong trong những group trong học viện bất động sản thôi. Mà mấy bạn trong học viện á, lúc mà mới khi mà mới vô team em đó, mấy bạn có tâm sự với em á, là một thời gian dài mấy bạn ở những cái team khác đó, nhưng mà mấy bạn không bán được phòng á, cái em mới ngồi lại em tâm sự với từng bạn để em tìm ra cái vấn đề đó là cái gì, rồi em đưa ra một cái quy trình mà làm sao cho nó hiệu quả để tối ưu nhất. Rồi hôm qua là nhiều nhiều bạn làm marketing á, có một cái anh đã làm IT á, nhiều khi một ngày anh làm nhắn tin với khách thôi đó, một ngày anh chốt cỡ 3-4 phòng là chuyện bình thường. À, nghe mình thấy vui. Em có chia sẻ gì thêm cho mấy bạn học viên hiện tại không? Tại vì em đã từng 1-2 tháng không bán được phòng á, xong rồi em đứng dậy, bây giờ cái team của em nó mạnh như thế này á. Cái chia sẻ của em á là kiểu như là mình lúc đầu là bán không được là cái chuyện bình thường, mình phải có một cái tư duy là càng thua càng đánh, không có cách là mình phải làm liên tục liên tục liên tục, mình phải làm nhiều hơn nữa là do mình làm chưa đủ thôi, chứ không phải là do mình không có duyên với cái ngành này. Ừ. Và cái chia sẻ của bạn Điệp là đầy đủ nhất là trong cái những cái buổi học tổng kết trước á, bạn Điệp có vào chia sẻ, các bạn học viên mới có thể nghe lại những cái buổi đó, cũng như có những buổi mà từ đó cũng hướng dẫn bạn Điệp giải quyết những cái trường hợp mà khách chủ nhà họ không trả đó bằng cách thức dán giấy tờ rơi là ra lên Facebook hay là Zalo hay gì đó để cho người ta, những bạn môi giới khác biết và không có cộng tác với cái người chủ nhà này nữa. Thì một người mà người ta có sự uy tín đó, người ta sẽ sợ, rất là sợ cái điều đó. Nhưng mà bạn Điệp đã dùng cách thức nói chuyện thì cũng đã giải quyết xong rồi, không cần phải đến cách thức là nói cho những người khác biết là chủ nhà này như vậy, thì đó là tuyệt chiêu cuối thôi, chưa cần dùng đến cách đó. Từ lúc em bán phòng giờ nè, thu nhập của em hiện tại như thế nào rồi, phải học thêm được những kỹ năng gì, em rút ra được kinh nghiệm gì trong cái công việc của em không? Là từ lúc em bán phòng tới bây giờ là cái kỹ năng mà quan trọng nhất mà em học được đó là không bao giờ bỏ cuộc. Đó, em nghĩ đó là cái kỹ năng mà quan trọng nhất của một cái người mà người sale. Còn một cái nữa là để khi mà mình bán một cái món hàng, một cái sản phẩm nào đó mình phải hiểu thật là rõ nó. Hiểu rõ nó như hiểu người yêu của mình vậy. Và cái thứ hai là khi mà mình tư vấn cho người khách hàng đó, là mình hãy luôn nhớ một điều là sau lưng người khách hàng này còn 20 người khách hàng nữa. Tại vì á em bình thường là em khách tới thuê phòng đúng không, là em tư vấn rất là nhiệt tình, rồi em dẫn khách lên coi phòng, rồi em vận chuyển đồ cho khách lên tới tận phòng luôn đó. Rồi bữa em có một cái trường hợp là cái chị kia, là chị đó tại vì cái tòa nhà rất là lớn chị đó, nó là Điệp ơi chị không có nhớ được đi, cái em mới ngồi đó em chờ, em nói là chị ơi em ở đây em chờ chị tới 9 giờ để em hướng dẫn chị cái đường đi. Chị đó rất là nhiệt tình quá, chị đó giới thiệu cho em thêm hai khách nữa, là hai khách nó thuê thêm hai phòng nữa. Đôi khi là khách hàng của mình không phải nó đến từ thuốc không, mà nó đến từ những người khách hàng cũ của mình nữa. Mình tư vấn cho một cái người khách đó là mình luôn nghĩ là cái người khách này là cái người khách cuối cùng của mình, để mình tư vấn nhiệt tình hết sức có thể. Mình đừng có quan niệm là mình tìm cách để mình chốt người ta, mình hãy suy nghĩ là mình giúp người ta đi tìm một cái máy ấm, mình giúp đỡ người ta là như một cái người bạn, chứ không phải là cái người sale là muốn lấy tiền của người ta. Có người ta cảm nhận được cái sự thân thiện của mình, cái sự nhiệt tình của mình, người ta sẽ thuê. Đôi khi mà người ta không phải thuê vì cái phòng ở đẹp, mà đôi khi người ta thuê vì cái người sale đó quá nhiệt tình. Em gặp rất là nhiều trường hợp vậy.
nhiều khi khách của em á là nói là em ơi cái phòng này rất là nhỏ chị không có thuê được, nhưng mà do em nhiệt tình quá thôi chị thuê luôn, chị kiếm cọc 6 tháng nha, xuống cọc luôn rồi làm hợp đồng tại đó luôn. Rồi, à, tuyệt vời đúng không ạ? Cái thu nhập em hiện tại sơ sơ là khoảng bao nhiêu? Nó không tiết rõ, em nhớ khoảng bao Của nhiêu? em à, trung bình là chắc cỡ tầm 40 triệu một tháng, 40 triệu một tháng. Trung bình cái đó là trung bình. Rồi những cái mùa cao điểm như bây giờ thì nói chung nhiều quá không có tính được nữa. Đúng rồi, thời gian đâu mà còn tính nó làm gì? Dạ dạ đúng rồi, em không có quan tâm tới là mình kiếm được bao nhiêu hết, là em là quan trọng là mình đi giúp người ta tìm được một cái máy ấm thôi. Bạn Hoàng Điệp này là bạn nó mới nhắn là bạn nó sinh sinh năm 2001, nó là em làm được thì mọi người cũng làm được. Bạn Điệp này đúng là một tấm gương trong mấy văn phòng mà mình thấy đúng thiệt luôn á, tại vì Điệp đã từng một hai tháng đầu là không bán được phòng, mong luôn không biết làm gì á, sau đó thì quyết tâm vô lại forum rồi quyết tâm đứng dậy làm. À, như bạn mới nói là bài học mà bạn đã học được là không bỏ cuộc á, nhưng mà thật sự là còn nhiều bài học khác nữa đó, là cái tâm á, làm gì cũng có tâm, tại bạn đó đang làm hết mình với cái nghề bán phòng của bạn đó. Và mình nghĩ rằng bạn Điệp nên tiếp tục làm công việc này và bắt đầu là build độ nhóm mạnh lên và sau đó là chuyển qua bán bất động sản. Đó là lời khuyên mình dành cho Điệp. Em nên mở rộng lên, em nên nâng cái kỹ năng của mình lên và nâng cái thu nhập của em lên bằng cái bất động sản. Thì một cái bất động sản mà em bán được ở trung tâm Sài Gòn á thì một tháng em sẽ kiếm 100 tới 200 triệu, là với cái, những cái kỹ năng em học từ bán phòng này á là hoàn toàn khó. Sắp tới khi mà Vũ bất động sản có cái khóa môi giới bất động sản á thì em có thể tham gia khóa đó, cũng như là em bắt đầu em chuyển dần dần ra em tập môi giới bất động sản, thì cái tập khách hàng của em nó sẽ chuyển lên một cái phân khúc, một cái tầm nó hoàn toàn khác rồi. Thì em nghĩ đi, người ta mua mấy tỷ cho đến trung tâm đến 5, 10 tỷ, 15 tỷ, cái tập khách hàng của em nó sẽ khác, và em đã có một cái kỹ năng bán hàng từ cái lớp này ra và em đã làm được 40 triệu trung bình lớp bán phòng này, là em hoàn toàn có thể kiếm được 100 tới 200 triệu từ môi giới bán bất động sản. À, với lại còn một cái nữa, khi mà em làm việc á, là em bán phòng cho chủ nhà xong á, chủ nhà cũng vô tình là cái người chủ nhà là cũng là cái người khách hàng của em luôn, rồi bắt đầu chủ nhà nó kêu em là bây giờ em đi tìm cho anh thêm mấy cái căn hộ dịch vụ đi để làm cái căn y chang vậy, rồi bắt đầu cái em đi tìm rồi em làm thêm được cái điều lớn nữa. Rồi khi mà làm việc với chủ nhà á, và em bây giờ hiện tại đang tìm một cái người đó, là em nói với chủ nhà là cái yếu tố mà để bán được cái phòng á là thứ nhất là cái ảnh phải đẹp, ví dụ mà bây giờ anh chị không có làm việc với em nữa, anh chị làm việc với một cái người sale khác á, thì anh chị có thể gửi cái ảnh qua cho người này, rồi bắt đầu em mới giới thiệu cái người cái bạn qua chụp, rồi em ăn phần trăm của cái người cho bạn đó. Tụi em affiliate everywhere hả? Dạ dạ. Rồi còn một cái nữa là mà nhiều khi là người ta cần em tư vấn cho người ta setup ở thất phòng, rồi em giới thiệu bên ở thất qua setup, rồi em ăn phần trăm của bên đó luôn. Rồi thì đó, thì các bạn coi Điệp nó làm á, cũng đã từng cũng bỏ cuộc á. Ừ, cuối cùng cũng quay lại. Tháng 9 em học, tháng 10 em nản chí, tháng 11 em quay lại. Rồi bắt đầu tới bây giờ cũng có mấy tháng à, mấy cuộc đời em như thế nào? Dạ, cuộc đời em phát triển rất là ok đúng không thầy? Là bắt đầu là chuẩn bị qua đầu tháng 5 á, là bây giờ em đang tìm nhà để qua đầu tháng 5 là em làm Toyota đúng không? Rồi, chúc mừng bạn Điệp.